Bây giờ mình sẽ để cái máy này ở dưới nước nha cô bác của anh chị. Dạ Bùi Hồi xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay từ thành phố Thanh Hóa vượt hơn 90 km, Bùi Hồi đang có mặt tại huyện Cẩm Thủy, một trong những cái huyện mà có những cái điều đặc biệt nhất ở đây, đó chính là suối Cá Thần, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Vậy thì suối Cá Thần đó như thế nào, và theo truyền tai của một số người đó thì ở người dân ở đây mọi người thì không dám đụng phạm đến cá, và đặc biệt là không dám coi như là xúc phạm đến cá, tại vì khi mà xúc phạm đến cá thì sẽ gặp những cái chuyện không may trong cuộc sống nè. Và sự thật như thế nào thì Bùi Hồ xin mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để vào trong đó để tham quan suối Cá Thần Cẩm Thủy này nha. Bùi Hồ cũng khá là tin về cái điều này, tại vì cái lượng cá rất là nhiều luôn, và nước thì rất là ít, mọi người có thể tự tay bắt được, nhưng ở đây tất cả mọi người đều không dám bắt cá. Và đây là một cái đoạn đường đi vô suối Cá Thần ở đó. Thì hàng năm thì vì có suối Cá Thần này nên lượng khách du lịch đến huyện Cẩm Thủy này cũng khá là nhiều. Cái vùng đất Thanh Hóa này là một trong những cái vùng đất địa linh nhân kiệt, có những cái câu chuyện, những cái sự tích, những cái sự việc lịch sử mà nó gắn liền với nước Việt Nam, như là về vua Lê Thái Tổ, Lê Lợi, quê hương ông thì sống ở đây nè. Rồi ở trong khi sau khi ông mất thì cây ổi trồng xuống ở trong cái lăng của ông thì lại có hiện tượng biết cười. Và hôm nay thì cái hành trình này Bùi Hồ muốn tìm đến đây để quay một đoạn clip mang hướng tâm linh cho cô bác quý anh chị xem, đó là cái suối Cá Thần. Người ta nói là có tinh ắc có thiên, thì mọi người chắc rất là linh thiêng nên ở đây mọi người đều rất là tôn trọng cá, và đặt với một cái biệt danh là Cá Thần. Thì có nhiều cái câu chuyện truyền tay nhau, thì những người mà không tin về đó thì có thể bắt hay là quậy vì đánh cá, thì những gặp những cái câu chuyện tai ương trong cuộc sống. Nhưng mà bản thân Bùi Hồ thì rất là tin về cái điều này, nên đến đây chỉ quay để cho mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cá, cũng như là tận mắt chứng kiến những cái con cá mà Bùi Hồ chỉ được xem qua những cái màn ảnh nhỏ trên đài truyền hình hay là một số kênh YouTube khác thôi. Thì đây là một cái vùng đồi núi chạy vô cũng khá là mát mẻ vào thời điểm này buổi trưa. Thì từ thành phố Thanh Hóa vào suối Cá Thần này thì đoạn đường nó có tầm khoảng 90 cây. Còn quê hương của Bùi Hồ thì ở Đồng Tháp, ra đây thì khoảng hơn 1.500 cây để lặn lội ra đến nơi xa xôi như thế này. Sau một hồi lội qua cổng thì Bùi Hồ đang có mặt tại suối Cá Thần của Cẩm Thủy. Hiện nay nước cũng giật khá là cạn nên không biết như thế nào ạ. Vào thời điểm này thì mọi người đi du lịch ở đây cũng rất là đông, và mỗi một vé vô như thế là 20.000 đồng cho mỗi người, và trẻ em là 10.000 đồng. Bùi Hồ tưởng đâu là vui không chứ. Con suối này nó cũng khá là dài, và nước thì không chảy mà nước là nước tĩnh hết. Ở trên đây thì mọi người có một cái, ở đây vì là khu suối Cá Thần nên ở đây sẽ có một cái miếu, giống như một cái miếu mọi người thờ cúng ở đây. Nước đây khá lạnh, nước đây lạnh lắm. Về ở đây thì cá này nó chủ yếu là ăn chay, và đặc biệt là ăn rau muống. Chút xíu nữa mình sẽ kiếm rau muống trong cho tụi nó ăn thử nha. Ôi con cá này to quá. Số lượng cá đây thì có thể lên đến vài ngàn con, và trọng lượng khác nhau, và đặc biệt cá đây toàn là cá to.
Ôi có hình loại cá rất là to luôn nè. Phải nói là không dĩ quá. Thì số lượng cá phải nói là vô cùng nhiều, nhưng mà tại vì cây ở đây nó khá phủ lấp khá là nhiều nên không biết là mọi người có thấy rõ không. Bây giờ mình sẽ qua cái cầu này thử xem, và lại cái nơi miệng cá ở đây. Đằng kia là miệng cá ở đằng đó, bây giờ mình sẽ qua hướng bên đó. Cái chị ấy nãy giờ có đụng được cá chưa? Có đụng được cá chưa? Con cá chưa gà. Ôi vậy hả? Phải nói là rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ để cái máy này ở dưới nước nha cô bác anh chị. Dạ chào bác ạ. Dạ. Ở đây thì cái loại cá mà lớn nhất ở đây là khoảng bao nhiêu ký hả bác nha? 7-8 cân đổ lại thôi. Ờ. Nay ra ăn nhiều là như thế. Dạ. Còn loại nhỏ nhất thì nó cũng có vài trăm gram vẫn có nha. Đúng rồi, nói chung là cá này nó sinh sản nó nhiều tầng lớp. Ờ. Con lớn con bé chứ không phải nó một bầy với nhau là bằng nhau đâu. Trước đây thì em thấy ở đây mình có khai thác về mình có cho cá ăn rau muống nữa. À đúng rồi. Đây là do thời tiết cho nguồn nước. Dạ. Thì bây giờ năm nay là nó đang hạn. Dạ. Đang hạn này bây giờ nguồn nước không ra, chảy trong núi không chảy ra, nước đang tù. Dạ. Thì ai cũng thả thức ăn xong là ô nhiễm dòng nước, cấm không tất cả thức ăn không thả xuống suối. Vậy thì loài cá nó sẽ ăn cái gì? Nó ăn tự nhiên, ăn lá tơi rơi, ăn rêu tự nhiên. Từ đời xa xưa đến giờ không ai phải nuôi cá. À. Cá nó phải sống tự nhiên thôi. Dạ. Nhưng mà bây giờ có khách du lịch đến tham quan hay thả thức ăn nhưng mà nó phải theo cái nguồn nước. Có nguồn nước chảy ra thì mới được thả thức ăn, nguồn nước mà không chảy nó hạn là không được thả. Nó chìm xuống ô nhiễm nguồn nước. Dạ đúng rồi, nó sẽ gây cho cá, gây hại cho cá. Cháu đến đây thì khi mà đến đây á cũng khá tò mò và những cái câu chuyện xung quanh cái loài cá này, thì bác có thể kể một những cái câu chuyện nào xung quanh và chuyện tâm linh liên quan loài cá này không? À thế là mình tóm tắt thôi nha. Dạ. Kể mà nói chung mà cho nó hết được thì phải nói gặp các cụ già thì người ta kể. Vâng. Nó mới tỉ mỉ được. Vâng. Thì cũng là người dân ở đây. Dạ. Bố mẹ thân sinh ra là từ năm 71 đến giờ. Dạ. Thì cũng được bố mẹ ông bà kể lại là nếu cái gia đình nào mà làm hại cá này ở trong cái khu vực suối này là cái gia đình đấy người đấy cũng bị hại nên là không ai đụng đến. Là từ đời xa xưa đến giờ chứ không biết là có từ bao giờ đâu. Bố mẹ cũng nói như thế, là mình chỉ biết là như thế. Còn bây giờ ấy, là mình được làm bảo vệ ở đây thì thấy là nói chung bây giờ khách đến tham quan thì nó nhiều cái kiểu khách. Cũng bảo vệ thì đôi khi cũng tiếp quầy các thứ cũng không thể được như ngày xưa. Còn ngày xưa cá này nó ở đây này, nó ra nó chỉ ăn lá cây rơi. Với làm rêu ở dưới suối thì không ai thả bất cứ một thức ăn gì thêm. Không phải nuôi, tức là cá không phải nuôi. Đấy. Nhưng bây giờ khách đến thì hay ném thức ăn. Cho nên bây giờ là đang phải cấm vì nguồn nước nó mới cạn kiệt. Còn ở cái suối này thì nó là chỉ là tâm linh thôi. Tức là các cụ ngày xưa kể là nếu gia đình nào người nào hại cá thì là gia đình đấy sẽ bị hại, bị bỏ kia các thứ thì không ai đụng cả. Dân ở đây thì không ăn được, chỉ là người khách thì người ta cũng chả có ai đến. Thì bây giờ mới thông đường, mới có cầu có thế thôi, ngày xưa đi đò không có ai đến đâu, yeah. Quan đâu. Nói chung là dân ở cái chỗ này người ta làm du lịch từ năm 93 đến giờ thôi. Vâng. Mà mưa khách đông cũng chỉ là chục năm nay thôi. Yeah. Trước kia cũng rất ít. Yeah. Khách thì đường xá nó hẻo lánh. Là đây nó chỉ tự nhiên như thế thôi. Vì cái tâm linh thôi. Cháu nghe nói thì cũng có một số thanh niên nghịch và muốn làm hại loài cá và họ gặp những cái chuyện mà không hay đúng không? Cái đây là có đấy. Cái này là hơn chục năm rồi. Dạ. Tốt thanh niên ở dưới thành phố lên có nghịch, có đuổi cá, đùa cá, đập cá các thứ là đi về cũng bị tai nạn. Ồ. Thì cái đây như ta thì nếu mà nó bị đúng ở chỗ suối cá thì ta bảo là do thế nọ thế kia là, nhưng mà cái đây là cũng là người ta đi về cũng gần đến nhà rồi. Dạ. Nhưng mà cũng bị tai nạn thì cái đây là ta cũng gọi là cũng có nghịch cá thì nó tâm linh hay là nó xảy ra nó trùng hợp thôi. Không thể khẳng định là đúng là do nghịch cá này mới bị như thế, đúng không? Cảm giác khẳng định như thế. Vì người ta cũng có lên đây có nghịch cá thì người ta đi về bị tai nạn, thế là nó cũng trùng hợp. Nó trùng hợp ngẫu nhiên. Không nói nhiên. Dạ. Vâng. Nhưng mà bản thân thì cháu thấy là những loài cá ở đây này rất là thân thiện và chúng tạo một cái màu đẹp ở dưới dòng suối này thì mình nên bảo vệ là đúng rồi. Nó thế này, chỗ này là cá này này là nó sống với người dân ở đây nó bao nhiêu đời người rồi. Cứ buổi chiều á
là người ta người dân đi làm đồng về là người ta hay tắm ở khu vực giữa nguồn, là ngày xưa cho làm du lịch nhé, tắm ở khu vực giữa nguồn thì chỉ mình ra tắm mình ngồi chỗ mình tắm cá nó vẫn sao nó cọ người bình thường vì nó không bị ai đánh đập, nó rất chi là thân thiện với con người. Đấy. Còn bây giờ thì bây giờ làm du lịch thì buổi trưa là không cho ai lội xuống, không ai tắm cả, cấm. Nhưng mà chiều chiều khoảng tầm 4:30 5 giờ các cháu trong làng vẫn ra ở dưới cuối nguồn vẫn đùa nghịch dưới nước, vẫn lên hết khách thì vẫn lên tắm bình thường. Dưới nguồn nó không được lên đây đâu, đây là khu vực của người nước người ta sinh hoạt, của nước ăn, nước người ta múc ăn, nên là tất cả là giữ vệ sinh, không ai lội xuống, không ai rửa chân. Đó. Thế còn còn lại là cá này rất thân thiện, nó không có thế nào. Cháu nghe nói một cái câu chuyện rằng là mặc dù là cá đây sống rất là lâu, nhưng mà kể cả những người dân sống ở đây từ xa xưa giờ họ vẫn không thấy loài cá chết ở ngoài này, đúng không ạ? Cái đấy là đúng rồi, vì kiểu cái anh làm bảo vệ đâu thấy chưa thấy chết, vì thế này này, cá nó sinh tử nó chết thế nào ta không thể biết được, không thể biết được. Đấy, đúng rồi, thì ở ngoài sông ta có thấy cá chết nổi đâu, nó già chết đâu. Vâng. Không có, đúng không? Vâng. Ở đây cũng thế thôi, nhưng mà ở đây nó là khác, ở ngoài sông là đây nó có cái lồng núi này, cái núi rỗng này. Vâng. Lũ lụt rồi nó chảy quanh chân núi, là nó có thể là nó sinh tử trong lồng núi, ta không thể biết được. Vâng. Ta chui được vào đây đâu, ta không thấy ngoài này, ta bảo là không thấy thôi. Yeah. Thực tế như thế thôi, còn mình không biết con cá này tuổi thọ nó sống bao nhiêu, nó phải chịu. Khi bố mẹ sinh ra chú nha, lớn lên đây nha, là đã thấy con cá nó con lớn mà nó có nhiều, con nó có tập nha, con nó bị hơi sút mỏng các thứ, nó bị đi nó quyệt đá các thứ, bây giờ nó vẫn đang còn, nó đã to như thế rồi thì chắc là nó phải bao nhiêu đời rồi, không biết được. Cái tuổi thọ cá thì không ai biết được, kể cả những người dân địa phương ở đây. Đúng rồi. Cháu cảm ơn bác đã chia sẻ cho cháu về cái thông tin này nhé. Tại vì ở xa thì cũng khá là tò mò, và đặc biệt là sự tin tưởng về sự linh thiêng của loài cá này, nên người dân ở đây người ta sẽ gọi là cá thần. Cá thần người ta mới gọi là bây giờ thôi. Dạ. Giờ ở đây gọi là cá này là cá dốc. Cá dốc. Cái cá này không phải mỗi chỗ này có, quanh đây nhiều chỗ có. Dạ. Đấy, nhưng mà nó không nhiều thế này. Dạ. Đấy, còn ở trên cái suối này thì nó chỉ vì cái tâm linh thì nó tồn tại như thế này thôi. Vâng. Vậy thì giữa cá ở đây và miếu ở đó thì Nó có câu chuyện là liền với nhau đấy. Dạ. Mà cái đấy cháu phải hỏi các cụ, người ta kể nó mới ấy được, cái còn là chú kể nó cái đền thờ đấy, người ta thờ là thờ thần rắn. Dạ. Thần rắn nó bảo vệ cho đàn cá. Vâng. Đấy, tức là câu chuyện ngày xưa người ta bảo là quỷ quái ngoài sông vào đánh nhau với trong này ra thứ là ra mới là đền thờ. Tức là nó có câu chuyện của các cụ kể thì nó ấy được, còn chú không rõ được hết những cái như thế. Vâng. Cháu cảm ơn chú nha. Dạ. Dạ. Và bây giờ nghe chú kể thì cũng đã hiểu, đã cũng hiểu rất là nhiều rồi. Và mình sẽ đến đây, mình từ hướng bên đây mình sẽ quay qua cho mọi người xem nhé. Cô bác quý anh chị cũng khá là vất vả khi mà bùi hồ từ thành phố Thanh Hóa đến huyện Cẩm Thủy này để tìm về suối cá thần ở đây. Thì sau khi quan sát được thì cảm thấy những loài cá đây có kích cỡ khác nhau, nhưng ở gần miệng hang thì nó sẽ có những cái con cá kích cỡ rất là to và khoảng tầm vài ký. Khi mà quay từ nó thì ở dưới thì cô bác quý anh chị sẽ thấy về màu sắc của nó rất là đẹp. Có những cái vây là màu hồng nè, rồi cái vảy thì là một cái màu xanh đậm. Cái lượng cá ở đây thì rất là nhiều như thế này, và sự linh thiêng của cá thì lượng khách tham quan đến đây cũng khá là đông. Mặc dù hôm nay là ngày thứ tư hoặc là thứ năm thì mọi người ở đây cũng đến đây để chiêm ngưỡng được cho mình một cái tận mắt mình chứng kiến những cái loài cá bơi tung tăng ở dưới nước cạn như thế này. Video clip của Bùi Hồ đến đây là kết thúc, mong mọi người hãy nhớ ủng hộ kênh của mình nhé.